Sao mà cái con bạch tuộc này lì quá vậy? Giờ thì tôi sẽ bỏ mồi chỗ này để đặt bẫy hải sản. Ngày mai tôi sẽ quay lại đầy tát nước. Khi thấy con cá này đang bơi dưới nước sau khi tát cạn, thì thanh niên liền lao xuống lấy hai tay tóm con cá. Là một con cá da trơn với một cái miệng đang mở rất to. Anh trai phải dùng hết sức để tóm nó vì sức vùng vẫy của nó rất mạnh. Anh trai này rất đồ con rồi mà con cá này còn to hơn cả anh nữa. Sau khi bắt được con cá to thì bên cạnh anh cũng đã phát hiện ra một con cá chắt. Ai biết con cá này tên gì thì bình luận cho tôi biết với nha. Mở một hồi thì anh trai đã kéo phục câu con mực lên khỏi mặt nước, nhưng nó bám chặt vào mấy cục đá quá. Hết bám vô đá thì nó lại bám vô tay tôi, nó bám chặt quá vậy trời. Cỡ không muốn ra luôn này. Anh em dự đoán xem với hai con cá lớn này tôi sẽ bẫy được những con gì ở vũng nước này. Nếu mà không bẫy được con gì là tôi lỗ nặng. Giờ thì chỉ cần chờ nước cạn là chàng trai này sẽ xuống bắt hải sản. Trong lúc đang chật vật leo xuống thì anh trai đã phát hiện ra một con bạch tuộc đang ngoe ngoẩy. Mà con quỷ này có vẻ bám chặt vô đá quá, khó khăn lắm anh trai mới kéo nó ra khỏi cục đá được. Thấy cái con cá mắc cạn chỗ này đang cố vùng vẫy mà tôi cũng thấy tội nó quá. Sẵn tiện bắt cái con bạch tuộc đang trốn bên cạnh luôn. Chỗ này có vẻ nhiều bạch tuộc, con này hình như hơi nhỏ hơn con lúc nãy. Anh trai này tóm được một con cá cũng khá lươn đấy, mà nó vẫy tung tóe hết cả nước rồi. Anh em xem này, con cá này còn to hơn con cá lúc nãy nữa, giống cá gì mà nó lại to quá vậy trời. Con này bắt về chắc 4-5 người ăn cũng không hết, mà không những vậy con này có vẻ khỏe quá ta. Thấy cái cách chàng trai này chật vật bắt con cá mà cũng thấy tội thay. Xem này, nó to quá, quá đã luôn anh em ơi. Giờ tôi sẽ dùng mồi bẫy màu đỏ này để làm mồi bẫy cá chỗ này, xong sau đó sẽ đến tát nước bắt tụi nó. Nước vừa cạn là chàng trai lao xuống nước như hồ đó để bắt con cá to bự chản này. Mà công nhận con cá này to thật anh em nhỉ. Vừa thấy anh trai cầm lên thôi là tôi cảm thấy được sức nặng của nó rồi. Anh trai nâng lên nâng xuống để cảm nhận độ nặng của con cá à. Sau khi bắt được con cá to thì chàng trai liên tục bắt được những con cá nhỏ. Cá này phải cá lưỡi trâu không anh em, nghe bảo con này làm cá khô là ngon lắm. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của anh trai này rồi, đặt bẫy tát nước ngay ổ toàn cá to. Đã thề khi chuẩn bị xách đồ về lại bắt gặp ngay con bạch tuộc đang núp trong đá. Con này cũng lì lắm, bắt ra rồi mà nó còn bám dính cục đá nữa. Quá xa đã anh em ơi, nguyên một con bạch tuộc khổng lồ. Đặt bẫy xong, ngày mai tôi sẽ lại đầy tát nước. Nước chưa cạn mà tôi đã bắt được con ốc giác to chà bá luôn rồi này. Con cá này bị con gì ký sinh lên người phải không ta? Mấy con cá mú này mà đem về nấu lẩu thái là ngon hết nước chấm. Xem tôi bắt được con gì này anh em, con này giống cá mập con quá ta. Nước gần cạn hết thì phát hiện ra được thêm con cá trình siêu to này. Lại gần chỗ cái ống nước thì thấy có con bạch tuộc này nó đang nghe ngoẩy mấy cái xúc tua. Đã vậy thì tôi tiện tay bắt nó luôn. Con này mà đem ra chợ hải sản bán thì cũng thu được nhiều tiền à. Cuối cùng thì thêm con quái vật hai càng tám chân này vô bộ sưu tập hải sản hôm nay nữa là về được rồi. Ha ha ha, hôm nay tóm được con cá mó to như này là trúng mánh rồi. Giờ tôi sẽ thả mồi bẫy và ngày mai sẽ quay lại tát nước. Con cá mó này có vẻ bị thu hút bởi mồi bẫy mà tôi đặt hôm qua nên bây giờ mới bị kẹt ở đây. Con mực mini này nấu mì là hợp lý. Ái cha, xem tôi bắt được một con cá mú màu hồng này, nhìn màu da của nó bắt mắt quá. Anh em xem này, tôi lại bắt được một con cá mó con nữa nè, con này nhỏ hơn có lúc nãy. Chuyến này em rồi, bên này tôi lại phát hiện ra một con cá trình siêu to luôn này. He he, hết cá trình thì lại bắt được con lươn biển. Đang chuẩn bị mang thùng cá lên bờ thì lại phát hiện thêm được con cá mú màu hồng này, con này khá là to. Chạy đi đâu hả con bạch tuộc kia, đứng lại lại. Mồi bẫy hôm nay của tôi hơi bị chất lượng luôn nha anh em. Tôi tin là với mồi bẫy này sẽ bẫy được nhiều thứ hay ho. Nước cạn là có hải sản, có nguyên con bạch tuộc ngay bên cạnh cái thùng. Bên cạnh cũng có một con mini nữa này. Lại thêm một con đang bị mắc cạn nữa. Bên kia đang có một con cố gắng chạy trốn ra biển, nhưng xui cho nó là tôi đã nhìn thấy nó rồi. Con này hơi bị to chà bá. Không ngờ lại bắt được một con cá lưỡi trâu chỗ này. Hôm nay tôi bội thu bạch tuộc luôn rồi, ngó qua ngó lại là lại thấy bạch tuộc. Quá xá đã luôn rồi. Đi nãy giờ mới bắt được một con cá to. Lại thêm một con nữa. Chỗ này thì có một con cá trình cũng khá to. Lúc nãy mà không để ý là tôi bỏ qua nó rồi. Cái con thủy quái này to quá anh em. Hai người mà cũng không bắt được nó. Chào anh em, hôm nay tôi sẽ tát nước bắt hải sản ngay chỗ này. Ngày hôm qua tôi đã đến đây đặt mồi bẫy rồi. Chỗ này có một con cá trình con đang trườn bò nè. Anh em có thấy dưới chỗ nước kia có con gì siêu to khổng lồ không? Nhìn vào cái kích thước của nó mà tôi cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Mong là con cá này ăn chay, chứ nó mà táp một cái là hơi mệt. Nhìn gần thì càng thấy kích thước của nó quá đáng sợ, không biết nó sống được bao lâu rồi đây. Đừng tưởng gặp cá to là ngon ăn, con này nó siêu khỏe. Cứ đụng vô nó định nhấc lên em nó lại vùng vẫy thoát ra được. Tôi bất lực với nó quá nên kêu người anh em xuống bắt hộ. Lúc này tôi mới nhấc nó lên được,
nhưng mà nó nặng lắm anh em. Nhưng xem ra hai người vẫn chưa đủ sức để bắt con cá này. Cuối cùng cũng tóm được nó bỏ vô thùng. Đố anh em đây là cá gì? Nhớ bình luận bên dưới để xem anh em đoán đúng tên con thủy quái này không. Trúng mánh rồi anh em ơi. Hôm nay tôi sẽ dùng mấy con cá đuối này làm mồi bậy nhé anh em. Chỗ này tôi mua cũng khá tốn tiền đấy. Xem ra mồi bẫy của tôi phát huy tác dụng rồi anh ơi. Con bạch tuộc này sao mà nó bám chặt vô đá quá vậy? Nó to đó nhưng mà lì quá, kéo nó ra mà cứ sợ đứt cái xúc tua. Quá xá đã luôn rồi anh em ơi, con cá này nó to quá trời to luôn rồi. Trong cái hang dưới cục đá này tôi phát hiện được mấy con tôm hùm. Không biết tụi nó đang tập trung ở đây làm gì mà lại chui tọt vô một hang. Cứ thò tay vô hang là chạm được tụi nó à, cũng khá dễ bắt. Thêm một con cũng khá to nữa này. Con này là con cuối cùng rồi, tôi mò mà hết thấy đụng được con nào. Bắt xong mấy con tôm hùm là tôi lại tìm thấy được con cá to. He, con thủy quái hai càng này to quá trời to rồi, ăn một con là no luôn. Ngày hôm nay quá là may mắn rồi, con gì mà to quá vậy. Ngày hôm nay mồi bẫy của tôi sẽ là số cá nhỏ này, tôi đã mua hơn chục ký để làm mồi bẫy hải sản. Không hiểu sao mà con cá nhám chả bá này lại chui đầu vô cái hốc đá nhỏ xíu này được nữa trời. Con cá mú đen này cũng khá là to nha. Anh em thấy cái con bạch tuộc đang bò này không? Đem về nấu lẩu thái là hết nước chấm. Hết con bò trên cạn thì lại có con núp dưới đá. Con này to hơn con lúc nãy nhiều. Cái con thủy quái hai càng này sao mà to với hung hăng quá vậy trời. Tôi mà sơ hở xíu là bị nó kẹp liền quá. Thêm một con cá mú nhỏ nữa nè. Con cá to đen này đem đi nướng chắc cũng ngon lắm đây. Và cuối cùng là con lươn biển siêu to khổng lồ này đây. Chào anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Lúc này tôi vừa tác cạn chỗ này xong thì thấy con bạch tuộc này đang bò ở đây. Trong mấy hốc đá này tôi lại phát hiện ra một con cá trình. Con bạch tuộc trong này trốn kỹ quá anh em, tôi dùng hết lực mà kéo nó không muốn ra. Rồi xong luôn cái xúc tua. Nãy xíu nữa là tôi bị con cá đuối này quật vô chân rồi, con này cũng to lắm anh em. Mấy con hải sản thích trốn trong mấy hốc đá này lắm ta ơi. Cuối cùng cũng tóm được một con cá. Thêm một con cá mú nữa này. Con cá mú này còn to hơn con lúc nãy nữa. Ngay cạnh con cá mú lúc nãy thì tôi lại tìm thấy một con cá to nữa này. Cá gì đây anh em, sao mà nó to quá vậy? Nay tôi sẽ dùng mấy ký cá này để bẫy hải sản, mong là không bị lỗ. Mò nãy giờ mới được một con cá mú, tôi thấy có điểm rồi đấy. Mong là lấy số lượng bù được chất lượng vậy. Mấy con cá này khá nhỏ. May là vẫn tóm được một con cá khá lớn, vẫn còn may mắn. Anh em biết cá này là cá gì không? Chỗ này có con gì đó đầy gai nhọn đang núp, tà thì ra là một con nhung biển. Con này kích thước cũng vừa đủ để đem về ăn, nướng mỡ hành thêm trái trứng là đúng bài. Con này phải cá chắc không ta, tối quá tôi nhìn không rõ. Tôi bắt được một con cá độc lạ lắm, chắc con này là fan của Juventus. Hết cá độc lạ giờ đến một con qua kỳ cục, nhìn nó núp ních hấp dẫn quá. Hôm nay anh ba trà cú đã gặp may mắn lớn rồi anh em ơi, một con qua to trà bá luôn. Bây giờ anh em cùng anh ba tắt nước bắt cá chỗ này. Con cá sọc trắng đen này không biết có ăn được không nhỉ? Con cá mú này đuối sức sắp ngỏm do nếp. Tôi bắt được con cá mó này nhưng mà nó ngỏm luôn rồi. Hay nhân sao tôi tóm được con qua này, nhìn kích thước của nó là biết hôm nay tôi sẽ thu hoạch được không ít tiền rồi. Chắc nó cũng tầm vài kỳ đó. Thêm một con nữa này, nhưng mà hình như nó bị què một càng luôn rồi, mà kích thước cũng hơi nhỏ. Đây là con cá cuối cùng ở chỗ này rồi, hôm nay thu hoạch cũng không tệ. Chu cho mạ ơi, con cá vàng khè này sao mà lớn quá vậy? Một con bạch tuộc siêu to khổng lồ đang núp dưới đống đá này. Và như nhiều con bạch tuộc khác nó rất kiên cường không bịu buông khỏi cục đá này. Món yêu thích của tôi đây rồi, một con ốc giác rất ngon. Trong này có một con ốc gì đó đang cử động mà tôi không biết tên. Nãy tôi phát hiện ra có con cá gì đó ở đây, không ngờ nó lại là một con cá mó siêu to luôn này. Nhưng đặc biệt là nó có màu vàng nhìn rất đẹp mắt. Với kích thước và cân nặng này nếu đem ra chợ bạn là được khối tiền. Lại thêm một con bạch tuộc còn to hơn con lúc nãy, tụi nó cứ bám chặt vô mấy tảng đá không chịu buông. Nhưng nếu nó rơi vào tay tôi thì nó cũng không thoát được. Con cá này cũng độc lạ lắm nè anh em, sọc vàng trắng. Tới nữa rồi anh em, này chắc đụng trúng ổ bạch tuộc rồi, con nào con nấy to chả bá lửa.